Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, người đàn ông khoảng 60 tuổi đi xe ô tô Lexus 4 chỗ, di chuyển hướng từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng về ngã tư Hàng Xanh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến trước Thảo Cầm Viên thì bất ngờ tông vào giải phân cách ở giữa. Sau đó xe lao qua làn đường ngược lại rồi chạy vào con hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chưa dừng lại, xế hộp này lao nhanh tông ngã 7 xe máy của khách đang ăn cơm trong hẻm và người uống nước. May mắn người dân phát hiện nên không có thương vong. Hiện trường, xe ô tô cùng 7 xe máy hư hỏng nặng. Một số cây xanh bị ngã, bàn ghế văng nhiều nơi. Tài xế ra khỏi xe tới công an trình diện. Công an quận 1 cùng đội tuần tra dẫn đoàn, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08, công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt điều tra làm rõ vụ tai nạn.